Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bị nữ đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai chất vấn về cái gọi là văn hóa tổ chức. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trả lời chất vấn của nữ đại biểu Quốc hội và đã được các báo chí trong nước đăng tải các thông tin, từ báo Thanh niên, Soha cho đến Người Lao động trích dẫn câu phát biểu rất thẳng thắn và không kém phần hóc búa của nữ đại biểu tỉnh Gia Lai Kersor Herbakov, một cái tên mà trong những ngày vừa qua báo chí liên tục đưa tên. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh rằng văn hóa từ chức là đã có và đã có văn bản pháp luật về vấn đề này. Tuy nhiên, ông Nguyễn Xuân Phúc không trả lời một cách trực tiếp rằng chính mình có từ chức hay không. Chúng ta cũng cần phải nhắc lại một trong những nét tương đồng, đó là ông Thủ tướng của Nhật Bản Abe Shinzo đã xin từ chức vào ngày 28 tháng 8 năm 2020 vì lý do sức khỏe. Đây là một hành động mang tính trách nhiệm và có lòng tự trọng được cả thế giới khen nể. Ở Việt Nam, văn hóa từ chức là chủ đề đã được thảo luận ngay ở giữa hội trường Quốc hội và cũng đã nhiều lần được báo chí đăng tải. Tuy nhiên, chưa một đại biểu, chưa một quan chức nào của Việt Nam từ chức và thực hiện cái mà họ đã nói rằng có luật này. Cụ thể là trong sáng ngày 10 tháng 11, sau phần trả lời chất vấn của các bộ trưởng thành viên chính phủ, thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã có báo cáo và làm rõ thêm các nội dung thuộc trách nhiệm của chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn. Trả lời câu hỏi của đại biểu Kersor Herbakov, còn gọi là Kersor Phước Hà Đoàn Gia Lai, về việc có ủng hộ văn hóa từ chức không và công tác cán bộ có nên đưa văn hóa này vào hay chưa, Thủ tướng nêu rõ luật cán bộ công chức đã quy định về vấn đề từ chức. Cụ thể là cán bộ công chức lãnh đạo quản lý không đủ năng lực, không đủ uy tín theo yêu cầu nhiệm vụ hoặc vì lý do khác chính đáng được thôi giữ chức vụ khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời gian bổ nhiệm. Thủ tướng nói thêm rằng quyết định 1847 của Thủ tướng ký ban hành cũng nêu cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo chủ động xin thôi giữ chức khi thấy bản thân còn hạn chế năng lực uy tín. Ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh câu trả lời và né tránh rằng bản thân mình có từ chức hay không khi ông phát biểu trước Quốc hội rằng để có văn hóa từ chức trong cán bộ công chức cần phát huy vai trò trách nhiệm, tinh thần nêu gương, gương mẫu trước nhân dân, trước đảng, nhà nước và do mỗi cán bộ tự thấy với sự giám sát của nhân dân, cán bộ, công chức, cơ quan, văn hóa từ chức là có và đã có văn bản quy phạm pháp luật. Câu hỏi về văn hóa từ chức của nữ đại biểu Quốc hội Kersor Herbakov trước Đại hội 13 làm cho chúng ta cần chú ý lại rằng đây là một thời điểm hết sức nhạy cảm trong chính trường Việt Nam. Ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi trả lời đã lựa lời khéo léo né tránh trách nhiệm của mình, cho dù ông vẫn nêu ra rằng cần phát huy sự nêu gương làm gương của những người lãnh đạo của các cán bộ quan chức hàng đầu. Thế nhưng, có lẽ như chúng ta đã thầm hiểu và biết với nhau rằng, từ trước tới nay, việc nhận lãnh trách nhiệm và xin từ chức, một văn hóa dựa trên phẩm giá, lòng tự trọng và bản lĩnh của người lãnh đạo khi nhận thấy khuyết điểm và lỗi lầm của mình, và khi nhận thấy mình không còn xứng đáng đảm nhận nhiệm vụ được giao, đó là một nét đẹp, một văn hóa. Tuy nhiên, nó chưa trở thành phong hóa tại Việt Nam. Là lãnh đạo một siêu cường mà ông Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo còn xin được từ chức chỉ vì một cái bệnh đường ruột, vốn là một chủ đề mà ở Việt Nam, nếu hỏi về các quan chức, ngay kể cả ông Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, cho đến những người như Trần Quốc Vượng, có lẽ không ai mà không bị bệnh. Thế mà, khi không bảo đảm được vấn đề sức khỏe hoặc cảm thấy mình không còn đủ tự tin, hay ít nhất là nó có thể ảnh hưởng tới những phán quyết liên quan tới định mệnh của một quốc gia, ông Thủ tướng Nhật Bản đã từ chức. Văn hóa này cũng tiếp diễn ở Mỹ, ở Hàn Quốc và nhiều nước châu Âu, thế nhưng ở Việt Nam tuyệt nhiên lại là điều ngược lại. Báo chí Việt Nam cũng tỏ ra rất thích thú khi trích dẫn những câu chất vấn của nữ đại biểu Quốc hội từ tỉnh Gia Lai. Và ở bên cạnh đó cũng có đại biểu từ Hà Nội, đó là đại biểu Nguyễn Anh Trí, nhắc lại tại kỳ họp thứ 2, ông đã chất vấn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc phải công minh và bình đẳng để chọn cho những người có đạo đức, có tài, có tâm, có tầm, bổ nhiệm vào hệ thống cán bộ công chức để phục vụ đất nước. Ông Trí đã hỏi ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngay trước Quốc hội rằng, đến nay việc đó đã làm tốt hơn chưa, chỉ số nào để đánh giá sự thành công đó. Trả lời câu hỏi này, Thủ tướng nêu rõ đây là việc rất quan trọng trong công tác cán bộ và chính phủ đã xây dựng đề án thí điểm đổi mới cách thi tuyển lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng, trình Bộ Chính trị, đồng thời đã tổng kết 14 cơ quan, 22 địa phương báo cáo Ban Bí thư. Thủ tướng nói nguyên văn, xin trích. Việc này rất cần thiết và tôi tin rằng các cơ quan chức năng có thẩm quyền sẽ quyết định về vấn đề này trên tinh thần có tiêu chí để thực hiện chính sách được giao là thu hút được nhiều nhân tài cho đất nước.
Thủ tướng chỉ rõ, còn nhiều bất cập chọn nhân tài mà chúng ta đã thấy và cuối cùng, con người vẫn là quyết định, đặc biệt là thế hệ trẻ hiện nay. Một câu hỏi lớn là người có tài, có đức phải tạo mọi người điều kiện đưa vào biên chế, cất nhắc về đề bạt. Ở đây tôi xin báo cáo với Quốc hội, nhân tài không nhất thiết phải ở cơ quan nhà nước, mà nhân tài phải ở doanh nghiệp tư nhân, đầu tư nước ngoài và có thể hợp tác xã. Nhưng riêng khối nhà nước phải tìm cách thu hút để nhiều người tài vào quản trị đất nước. Một đất nước có quy mô dân số đến gần 100 triệu dân với nhiều vấn đề đặt ra, Thủ tướng chia sẻ thêm và cũng nhìn nhận rằng đó là một vấn đề hết sức thách thức. Quay trở lại với câu chuyện của chúng ta trước Đại hội 13. Hiện nay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nắm giữ vị trí Thủ tướng là một trong ba người có quyền lực cao nhất trong hệ thống chính trị của Việt Nam. Chiếc ghế này trở thành nơi thèm khát của biết bao nhiêu con người. Và việc nêu ra về văn hóa từ chức hay việc lựa chọn nhân tài mà không phải theo kiểu con ông cháu cha, đó là một cách thức mà các vị đại biểu Quốc hội dường như đang cố gắng đánh một đòn vào Nguyễn Xuân Phúc, ông Thủ tướng đương nhiệm. Câu chất vấn của nữ đại biểu Quốc hội Cơ So Herber Khắp đối với ông Nguyễn Xuân Phúc không khác nào hỏi rằng Thủ tướng có chịu từ chức hay không. Văn hóa từ chức là điều đáng noi gương và cần được tiếp thu cũng như phát huy và truyền lại cho thế hệ sau. Văn hóa này được xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới, ví dụ như tại Nga. Ngay kể cả một đất nước độc tài như thế, ngày 21 tháng 6 năm 2016, huấn luyện viên Leonid Slutsky của đội tuyển bóng đá Nga đã xin từ chức sau thất bại 0-3 trước xứ Wales trong giải bóng đá Euro năm 2016. Tại Tây Ban Nha, ngày 15 tháng 4 năm 2016, Bộ trưởng Nông nghiệp Jose Manuel Sario đã tuyên bố từ chức sau khi đưa ra những lời giải thích đầy mâu thuẫn về mối quan hệ của ông với một công ty bình phong trong vụ rò rỉ tài liệu Panama Papers. Là 11,5 triệu tài liệu cho thấy số tiền nhiều tỷ đô la được giấu tại các thiên đường trốn thuế của các nhân vật giàu có và quyền lực nhất thế giới. Tại Pháp, Tổng vụ trưởng vụ Y tế Pháp là ông Lucien Abenham đã nộp đơn xin từ chức, nhận trách nhiệm về việc không trở tay kịp trong hệ thống y tế để thời tiết nóng bất thường và liên tục trong 16 ngày làm cho 5 người chết, mặc dù không phải tất cả họ đều liên quan tới chuyện nắng nóng. Cũng tại Pháp, tại một buổi lễ tưởng niệm vào ngày 28 tháng 7 năm 2016, các nạn nhân trong vụ tấn công tại thành phố Nice, người dân Pháp đã liên tục bày tỏ thái độ bất mãn với chính sách chống khủng bố của chính phủ, nên đã hô hào từ chức, nhắm vào Thủ tướng và Tổng thống. Riêng tại Bỉ, tại sân bay Brussels ngày 23 tháng 3 năm 2016, xảy ra một vụ đánh bom liều chết làm 16 người thiệt mạng vì phát hiện những thiếu sót nghiêm trọng trong các khâu giám sát soi chiếu hành lý và nhiều khâu kiểm soát an ninh khác trên toàn nước Bỉ. Nên bà Jacqueline Galland, Bộ trưởng Bộ Giao thông Bỉ, đã nhận lấy trách nhiệm và xin từ chức vì bị cáo buộc là tách trách trước các nguy cơ an ninh quốc gia. Hai Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp cũng đã đệ đơn xin từ chức. Hay cũng ở giữa năm nay, cụ thể là vào ngày 7 tháng 8, truyền thông Hàn Quốc cũng đưa tin về 6 cố vấn cấp cao của Tổng thống nước này đã đồng loạt xin từ chức. Hãng thông tấn Yonhap dẫn thông cáo từ phủ Tổng thống đưa tin rằng Chánh văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, ông Nozomin và 5 cố vấn cấp cao khác của Tổng thống đã đệ đơn từ chức vào sáng ngày 7 tháng 8 để nhận trách nhiệm về những điều hành gần đây. Cũng tại đất nước Kim Chi, Hàn Quốc, ngày 19 tháng 6 năm 2020, Phủ Tổng thống của Hàn Quốc đã thông báo Tổng thống Moon Jae-in đã chấp nhận đơn từ chức của Bộ trưởng Thống nhất Kim Jae-un. Theo người phát ngôn của Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kang Min-suk, Tổng thống Moon Jae-in đã chính thức chấp nhận đơn từ chức của Bộ trưởng Bộ Thống nhất Kim Jae-un vào lúc 10 giờ 40 phút theo giờ địa phương. Ông này xin từ chức vì không giải quyết được vấn đề căng thẳng giữa bán đảo Liên Triều. Sự gia tăng căng thẳng trong những ngày gần đây khi mà Bình Nhưỡng nhiều lần chỉ trích Seoul về hành động thả thuyền đơn chống Triều Tiên từ phía Hàn Quốc của những người hoạt động. Ông Bộ trưởng Bộ Thống nhất của Hàn Quốc đã nhận lấy trách nhiệm này và xin từ chức. Phân tích về việc diễn biến mới nhất liên quan tới việc ông Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo xin từ chức, rõ ràng chúng ta thấy rằng chỉ vì một lý do sức khỏe mà ông đã chấm dứt hơn 2.800 ngày tại nhiệm trên cương vị Thủ tướng Nhật Bản. Sự việc này đã thực sự tạo nên một cú sốc lớn cho không chỉ riêng Nhật Bản mà còn cả thế giới, kèm với đó là sự kính trọng về những người lãnh đạo của một đất nước ở một vị trí siêu cường thế giới mà họ cũng chấp nhận từ chức để đất nước có được những người điều hành tốt hơn. Trong cuộc phỏng vấn với đài NHK trước khi Thủ tướng chính thức tuyên bố từ chức, các nhà chính trị trong nước, trong đó bao gồm rất nhiều các bộ trưởng, đều bày tỏ sự ngạc nhiên và tiếc nuối trước sự việc này.
Ngoại trưởng Mogherini cho biết trong 7 năm 8 tháng đương nhiệm, Thủ tướng đã có sự hiện diện mạnh mẽ ở cả Nhật Bản và nước ngoài, bao gồm việc phục hồi nền kinh tế Nhật Bản, củng cố liên minh Nhật-Mỹ và ngoại giao liên quan đến toàn cầu. Thật tiếc nuối khi Thủ tướng từ chức kể cả khi đang mang bệnh, Ngoại trưởng cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục thành tựu và ý tưởng của Thủ tướng Abe. Bên cạnh đó là những sự chia sẻ của Bộ Giáo dục Văn hóa Thể thao Khoa học và Công nghệ Hagida, tỏ ra tiếc nuối trước sự từ chức của Thủ tướng, đồng thời hy vọng ông sẽ giữ gìn sức khỏe và tiếp tục chỉ bảo cho hậu bối trong tương lai. Bên cạnh đó, các nguyên thủ quốc gia ở trên toàn thế giới như Thủ tướng Đức bà Angela Merkel cũng rất tiếc nuối trước sự việc từ chức của Thủ tướng Abe. Bà cho rằng Thủ tướng đã hợp tác tốt đẹp để phát triển quan hệ Đức-Nhật trong suốt thời kỳ vừa qua. Thủ tướng Anh là ông Boris Johnson cũng gửi lời cảm ơn Thủ tướng Nhật Bản thông qua dòng chia sẻ trên Twitter viết nguyên văn rằng: "Dưới thời của chính quyền Abe, mối quan hệ Anh-Nhật đã phát triển mạnh mẽ về mọi mặt, thương mại, quốc phòng và văn hóa." Ngay kể cả người phát ngôn của Tổng thống Nga cũng cho rằng Thủ tướng Abe đã làm việc về các cuộc đàm phán hiệp ước hòa bình Nhật-Nga, bao gồm cả vấn đề lãnh thổ phía Bắc. Tổng thống Putin đánh giá cao quan hệ này. Ngoài ra, một quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Trump cũng cho biết rằng Thủ tướng Abe đã làm cho Liên minh Hoa Kỳ-Nhật Bản trở thành mối quan hệ bền chặt nhất từng có. Vâng, kính thưa quý khán thính giả, đó là những gì mà các nhà lãnh đạo ở trong và ngoài Nhật Bản đã chia sẻ về sự từ chức của Thủ tướng Abe Shinzo. Qua những điều họ chia sẻ, chúng ta có thể thấy được rằng phẩm chất và tư chất của một nhà lãnh đạo thể hiện qua thời điểm khó khăn và ngay kể cả việc tham quyền cố vị họ cũng không rành, thì như thế di sản của họ mới được tiếp tục phát triển và phát huy. Còn ông Thủ tướng của Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, cho dù bị một nữ đại biểu người đồng bào dân tộc thiểu số như Cơ So Hubbard chất vấn, liệu ông Nguyễn Xuân Phúc có nhận ra được điều này? Tôi e rằng không. Và thực tế đã chứng minh rằng những quan chức của Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam luôn cố bằng mọi cách thức để giữ được cho riêng mình những chiếc ghế cao nhất, tìm cách vơ vét lợi nhuận và vơ vét các nguồn tài nguyên thiên nhiên, các nguồn tài nguyên của quốc gia về cho túi riêng của mình và gia tộc mình. Nó là một kiểu văn hóa chối bỏ trách nhiệm và không có liêm sỉ trong chính trường và tất cả trong các khía cạnh đời sống xã hội khác. Chúng tôi sẽ quay trở lại để gửi tới quý khán thính giả trong các bản tin tiếp theo những phân tích và bình luận liên quan tới các diễn biến thời sự của Việt Nam.